Những món ngon chế biến từ mướp đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, nhưng chắc hẳn ít ai biết thành phần dinh dưỡng có trong mướp có lợi đối với sức khỏe như thế nào. Các chất chống oxy hóa tìm thấy trong mướp được cho là có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của gốc tự do. Trong đó, zeaxanthin, lutein là các số sắc tố hữu cơ có tính oxy hóa tập trung nhiều trong mướp. Chúng có khả năng bảo vệ hệ cơ quan như tim, đồng thời giúp phòng ngừa hiệu quả ung thư, cụ thể như ung thư tuyến tiền liệt. Phần vỏ của mỗi trái mướp chính là phần tập trung nhiều chất chống oxy hóa nhất. Vì vậy, trong quá trình chế biến, bạn nên tận dụng chúng. Mướp là loại quả chứa khá nhiều nước, có tác dụng làm mềm phân hiệu quả, ngăn chặn tình trạng táo bón. Bên cạnh đó, còn phải kể đến lượng chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan dồi dào trong mướp. Vai trò chính của chất xơ không hòa tan là thúc đẩy quá trình phân dịch chuyển trong đường ruột, giảm nguy cơ bị táo bón, giúp đường ruột hoạt động hiệu quả hơn. Còn chất xơ hòa tan lại giống như nguồn dinh dưỡng nuôi vi khuẩn có lợi. Mướp là thực phẩm lý tưởng cho người muốn giảm cân bởi lượng calo trong mướp cực thấp, cùng với đó là lượng nước lớn giúp duy trì cảm giác no. Lượng chất xơ tương đối cao trong loại quả này cũng góp phần tăng cường hiệu quả giảm cân nhờ cơ chế tác động.